Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch ngày 7 tháng 2 tại tiệm vàng My Hồng để hút khách hàng bán vàng, doanh nghiệp này đã tăng mạnh giá mua vào đối với vàng SJC lên tới 62,6 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng so với giá đóng cửa hôm trước. Còn ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 63,1 triệu đồng trên một lượng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua và bán tại đây cũng được thu hẹp xuống còn 500.000 đồng trên một lượng. Trong khi tại phiên giao dịch đầu xuân Nhâm Dần, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tăng 700.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên trước Tết Nguyên Đán, đẩy giá vàng SJC giao dịch mua và bán ở mức 62,5 đến 63,2 triệu đồng một lượng. Một số tỉnh như Nha Trang, Huế, Bình Phước, Cà Mau, giá bán vàng SJC đồng loạt niêm yết ở mức cao hơn 63,23 triệu đồng một lượng. Thế nhưng mức điều chỉnh tăng của vàng miếng SJC vẫn chưa thấm tháp gì so với đà tăng của vàng nữ trang 24K, vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ. Các loại sản phẩm vàng nhẫn SJC nửa chỉ, 1 chỉ ghi nhận mức tăng khủng lên tới 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên giao dịch cuối năm. Các doanh nghiệp niêm yết giá mua vào ở mức 53,75 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 54,65 triệu đồng một lượng. Độ vinh giữa chiều mua và bán cũng nới rộng lên tới gần 1 triệu đồng một lượng. Tương tự tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra lần lượt là 62,2 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng và 63,2 triệu đồng một lượng, tương đương tăng với 700.000 đồng một lượng so với trước Tết. So với một số doanh nghiệp kinh doanh vàng khác thì mức tăng này thấp hơn, nhưng chênh lệch mua bán vàng SJC lại được PNG nới rộng lên tới 1 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý, các loại vàng nữ trang có hàm lượng vàng thấp từ 41,7% đến 75%, dù chỉ tăng từ 400.000 đến 750.000 đồng một lượng, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào bán ra được các doanh nghiệp nới rộng lên tới 2 triệu đồng một lượng để tránh rủi ro. Trên thị trường thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 1.811 USD một ounce, nhích 2 USD một ounce so với phiên hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 49,9 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 13,2 triệu đồng một lượng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về flo@avongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.